Hello cả nhà. Chào, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Kem Học Toán VN. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có một buổi livestream để giải cái đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. Chúng ta cùng nhau giải đề để luyện tập cho nó nâng cao lên các bạn ha. Không biết là hôm nay đến thời điểm này thì cái level các bạn là như thế nào rồi, khoảng là được bao nhiêu điểm các bạn? Comment dưới cho anh coi, khoảng là được 7 điểm, được 8 điểm hay là được 10 điểm rồi. Khi mà chúng ta giải đề thì chúng ta gặp nhiều khó khăn đúng không? Thì cố gắng trong những buổi giải đề như thế này thì anh sẽ giúp các bạn ôn lại. Thứ nhất là review lại kiến thức, cách ok nhất để các bạn review kiến thức đó là các bạn giải đề thôi thì các bạn sẽ nhớ, chứ chúng ta không có học suông. Bên cạnh giải đề thì khoảng tới câu 40 bốn mấy thôi, còn những câu vận dụng cao anh sẽ tách ra thành những cái video riêng biệt, và anh chuẩn bị rất là nhiều những cái phần về vận dụng cao như những ngày hôm nay anh đang lên để cho các bạn học riêng về vận dụng cao, được chưa? Ngày mai thì mình sẽ 8 giờ mình sẽ livestream để nói về vận dụng cao và min-max số phức phần 2 nha các bạn, nhớ đó. Ok, quay trở lại với đề hôm nay thì anh cũng nói luôn là hôm nay chúng ta khả năng của chúng ta nó cũng tăng lên rồi, anh sẽ giải nó nhanh hơn chút xíu. Cho nên các bạn chú ý ha, đề thì anh post trước. Rồi, câu số 1 các bạn. Thể tích của hình hộp chữ nhật có 3 kích thước ABC, vậy chúng ta nhân lại làm ta ra thôi. Và nhân lại sẽ là A nhân 2 mũ A, nhân 2A nhân 3A là 6, 6A mũ 3 đúng không? Và đáp án câu đầu tiên của anh là câu D. Được chưa? Thế nào vô sai câu này. Câu số 2. Cho các bạn comment đáp án bên dưới cho anh nha. Cho các bạn biến thiên như thế này, mệnh đề nào dưới đây là đúng thì bạn cứ check từng đáp án thôi. Thì ở đây câu D nó đúng, giá trị cực tiểu của hàm số là -1, tại đây là giá trị cực tiểu này. Được chưa? Anh cứ nhắc hoài đừng có sai nha. Giá trị cực tiểu giờ đang hỏi cái y, còn khi nào nó nói điểm cực tiểu tức là nó đang hỏi cái x thì mình mới trả lời được cái x. Câu số 3. Trong không gian OIZ cho chúng ta hai điểm mà G là trọng tâm của tam giác OAB, vector OG có độ dài là bao nhiêu các bạn? Tam giác OAB có ba đỉnh chưa? Có hết rồi. Tại vì điểm A, điểm B có rồi và điểm O của chúng ta tính là 0 0 0. Vậy muốn tìm trọng tâm chúng ta cộng lại chia 3. Cộng lại chia 3 thì thằng này sẽ ra là bao nhiêu? Điểm G của anh nè. Thằng này cộng này là 4 nè, 4 chia 3 chính là 4 phần 3 nè. Cái không này cộng là như không thôi, 1 trừ 1 hết nè, và chỗ này sẽ là không nè. Chỗ này là trừ 3 trừ 1 là trừ 4 chia 3 là trừ cho 4 phần 3, trừ cho 2 phần 3. Trừ 3 này cộng 1 là trừ 2, và chỗ này là trừ 2 phần 3. Vậy vector OG của anh chính là có cái tọa độ này luôn, tại vì O là góc tọa độ rồi. Vậy cái đoạn thẳng OG chính là các bạn lấy căn của thằng này bình cộng kia bình đúng không? Vậy chúng ta xài máy tính, ta bấm cho nó nhanh. Căn của này là 4 chia 3 bình đúng không các bạn? Rồi, bình lên, không bình thì chúng ta bỏ, cái kia là 2 phần 3. Rồi, anh được đáp án là 2 căn 5 chia cho 3. Được chưa? Vậy đáp án của anh là câu nào? Câu A. Rồi, câu số 4. Hàm số y bằng fx có đồ thị và đường cong bên dưới thì hàm số fx đạt cực đại ha. Đạt cực đại tại điểm nào thấy không? Tức là nó hỏi cái x cực đại tại đây nè, đây cực tiểu này, và x của anh tại tao tại đâu các bạn? Tại -1, cho nên câu bán câu 4 của anh đáp án là câu A, nhớ nhé. Very easy ha. Câu số 5. Cho chúng ta hai số thực dương AB bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây là đúng? Thì câu số 5 câu nào đúng các bạn? Nó hỏi tính chất thôi. Câu C đúng ha. Logic của tích á, là tách ra thành tổng của các cái logic, thương thì tách ra thành hiệu, chứ không phải là thương là cái này ngược lại là A trừ B chứ không phải là B trừ A ha. Cái này không phải, cái này cũng không phải luôn. Những câu đầu trong đề thi chính thức nó không hỏi vậy thôi. Câu số 6, tích phân từ 1 tới 5 là bằng 6, tích phân từ 1 tới 5 của thằng G là bằng 8. Hỏi tích phân từ 1 tới 5 của cái này thì chẳng qua nó sẽ tách ra thành áp dụng tính chất của tích phân. Chúng ta tách ra nó sẽ là 4 lần tích phân từ 1 tới 5 của fx sẽ là 6, thì nhân 6 này trừ cho gx là bằng bao nhiêu? Tích phân từ 1 đến 5 của gx là bằng 8, vậy anh trừ 8, 4 nhân 6 là 24 ha. Rồi, các bạn trừ 8 nữa các bạn sẽ được 16. Vậy đáp án của anh là câu A. Câu số 7. Cho khối trụ có tiết diện của trục là hình vuông. Tiết diện của trục là hình vuông, cạnh là A, vậy thể tích khối trụ là sao các bạn? Nhớ không? Thì khối trụ của mình vẽ đơn giản vậy thôi để mình hình dung, chứ thật ra chúng ta cũng phải nhanh, chúng ta không cần hình dung nữa. Tiết diện của trục chứ là tức là cắt cái hình trụ này ngay cái tâm nè, ngay cái tâm của hai cái đáy này nè, thì chúng ta được tiết diện của trục. Vậy cái tiết diện của trục của anh là hình vuông là cái hình này nè. Đó. Được chưa? Đó là hình vuông cạnh A. Bây giờ nó hỏi gì? Nó hỏi thể tích. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy các bạn bằng bao nhiêu các bạn? Chiều cao của anh chắc chắn là bằng A rồi, h của anh bằng A rồi. Còn đáy của anh cái cạnh này đường kính là A đúng không? Vậy bán kính sẽ là A chia 2. Cạnh này là bán kính nè, thì nó sẽ là A chia 2. Vậy mình áp dụng công thức vô sẽ là gì?
BR bình nhân h đúng không? Vậy là V bằng BR bình phương nhân với h. Được chưa? Rồi, đáp vô. B nhân với lại R chính là A bình phương. Vậy cho sẽ là B nè, nhân cho A bình chia 4 nè, nhân cho A nè, vậy là BA mũ 3 mà chia cho 4. Đáp án câu 7 của anh là câu A, rất dễ. Câu số 8, giải các bậc phương trình sau các bạn. Rồi, nhớ logic không? Quan cái tờ giấy nháp của anh lên đã. Ha, logic của chúng ta cơ số gì? Cơ số ở đây đang là cơ số 1/2 là lớn hơn 0 nhưng mà nhỏ hơn 1, cho nên chỗ này sẽ tương đương với gì các bạn? Tương đương với 3x trừ 1 của anh. Phải như thế nào? Phải lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 0? Ngược dấu lại ha, phải nhỏ hơn 0 ha. Phải nhỏ hơn 1, sẽ nhỏ hơn 1 chứ, sorry ha. Nhỏ hơn 1. Tại sao nhỏ hơn 1? Tại vì logic cơ số 1/2 này của 3x trừ 1 chúng ta phải đưa về cái vế bên kia là cùng cơ số. Vậy logic cơ số 1/2 của mấy? Của 1 là bằng 0, đúng không? Vậy mà cái cơ số của ta đây là cơ số dương nhưng mà nhỏ hơn 1, thì cái bắc phương trình khi bỏ ra nó sẽ đổi chiều, tức là 3x trừ 1 phải nhỏ hơn 1 chứ phải lớn hơn 1. Chúng ta kèm thêm một cái điều kiện nữa là 3x trừ 1 trong cái logic phải lớn hơn hẳn 0. Vậy các bạn giải hai này ra thôi. Trường hợp thứ nhất các bạn chuyển qua bằng 2 thì x sẽ nhỏ hơn 2/3. Trường hợp này các bạn chuyển qua thì x sẽ lớn hơn 1/3. Được chưa? Vậy đáp án của chúng ta là chạy từ 1/3 đến 2/3, đúng không? Vậy đáp án là câu nào? Câu D. Easy, nhớ cái điều kiện ha. Nhiều bạn không nhớ điều kiện sẽ ra sai đó. Rồi, comment đáp án đi các bạn ơi. Câu số 9. Trong không gian ối giá cho chúng ta 3 điểm, phương trình đoạn trắng đi qua 3 điểm, quá dễ đúng không? X chia A cộng Y chia B cộng Z chia C là bằng 1. Và nhớ A này, B này, C này, có nhiều đề nó đảo lại cái điểm này lên trước, cho nên các bạn phải quan sát cho đúng nha. Vậy câu 9 đáp án của anh là câu nào? Phải là câu B đúng không? Còn nhiều đề thì nó lại nhân lên, nó ra phương trình X cộng Y cộng Z nữa, cho nên phải chú ý cẩn thận. Rồi chúng ta qua câu số 10. Cho chúng ta cái hàm số Fx liên tục trên R tích phân từ 0 tới 6 là bằng 10, tích phân từ 0 tới 3 của F 2x là bằng bao nhiêu các bạn? Bài này làm gì? Chuỗi 6 ngày chữa mất gốc tích phân, nhường nhuyễn rồi. Ha, đặt U là bằng gì? Bằng 2x. Cái bên trong này nè, thì các bạn DU của bạn sẽ bằng gì các bạn? Bằng 2 lần DX. Được chưa? Phải nhớ khi đổi biến thì chúng ta phải đổi cặn. Tích phân của chúng ta đang chạy từ 0 tới 3 nè. U là X là chạy từ 0 tới 3 thì U của anh sẽ chạy từ đâu tới đâu? X là 0, thế qua đây là 0 nè, 3 thế qua đây là 6 nè. Vậy tích phân mới của anh sẽ chạy từ 0 cho đến 6 nè. Có thấy nó giống thằng này không? Đó, nó phải lòi ra thằng này, khi mà đặt nó phải lòi ra thằng này. Tích phân chạy từ 0 tới 6 của cái F bây giờ sẽ là FU đúng không? Vì chúng ta đặt U là bằng này. DX thì anh thế bằng gì? Bằng DU chia 2. Và chỗ này sẽ là DU chia 2. 1/2 đưa ra ngoài ha. 1/2. Mà tích phân ta không phụ thuộc vào biến, nó chỉ phụ thuộc vào cái hàm dưới dấu tích phân và cái cặn thôi. Vậy tích phân từ 0 tới 6 của FUDU cũng là FXDX, cũng là FIDX, cũng là FZDZ. Phải nhớ như vậy. Vậy thằng này chính là FXDX thôi. Thì chỗ này chúng ta thế bằng 10. Vậy 1/2 nhân 10 tức là bằng 5. Vậy đáp án của anh là câu nào? Câu D. Rồi câu số 11. Trong không gian ô cho chúng ta đường thẳng này đi qua điểm nào? Chỉ cần thế tất cả các điểm này vô, điểm nào mà nó thỏa mãn cái phương trình này thì đó chính là điểm mà đi qua, được không các bạn? Thì ví dụ như bài này dễ dàng, các bạn cho t bằng 1, các bạn sẽ thấy gì? T bằng 1 thì điểm đó sẽ là 2 cộng 1 là bằng 3 này, 3 trừ 1 là 2 này, và chỗ này sẽ ra trừ 1, đúng không? 3 2 trừ 1. Và đáp án câu này là câu nào các bạn? Câu 11 đáp án là câu B của chúng ta ha. Ta thấy điểm này thuộc nè. Câu 12, NK lần lượt là hai số nguyên dương tỉ ý thỏa mãn K nhỏ hoặc bằng N, mệnh đề nào dưới đây là đúng? Hỏi những công thức liên quan đến tổ hợp và chỉnh hợp ha. Thì câu 12 sẵn là ôn luôn chút xíu chứ không là nhiều đứa sẽ quên. Rồi chúng ta có những cái tính chất gì các bạn? Câu thứ nhất, câu A các bạn đúng hay sai? ANK thì mình chỉ có là gì? ANK của mình chính là chỉnh hợp chập K của N phần tử, thì sẽ là bằng N giao thừa chia cho N trừ K giao thừa thôi, chứ nó không có cái K giao thừa phía trước. Có cái K giao thừa phía trước nữa là CNK mới đúng, đúng chưa? Cho nên câu A nó sai, được không các bạn? Câu A nó sai. Tiếp tục câu, bạn quan sát câu C nè. CN N trừ K thì sẽ bằng cái gì? Theo công thức của mình sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng C của NK ha. Nhớ nha, C N N trừ K thì sẽ bằng C của NK, chứ không phải là K trừ 1 chỗ này đâu. Được chưa? Và tất nhiên là N phải lớn hơn bằng K. N lớn hơn bằng K nè. Câu này sai luôn nè.
Câu này CNK thì câu này cũng sai. Câu này đúng là phải có K dư thừa vô đây nữa mới đúng nè. Vậy sai luôn. Vậy đáp án của mình là câu B đúng. À, đó cũng là một cái tính chất mà mình hay xài nữa ha. CN trừ 1 K trừ 1 cộng cho CN trừ 1 K thì sẽ bằng CNK, giống như là cái công thức cộng dồn vậy đó các bạn ha. Rồi, câu số 13, quen thuộc quá không? Cho ta cấp số nhân. Đúng chưa? Vậy cấp số nhân mình có công thức là gì? UN sẽ bằng gì các bạn? Cấp số nhân anh quan qua đây ha. UN sẽ bằng U1 nhân với Q mũ N trừ 1. N trừ 1. Đúng không? Thì mình đáp cho thôi. 3 mà chia cho 256 thì nó sẽ bằng gì các bạn? U1, đúng không? Bằng U1 của anh là bao nhiêu? U1 của anh đây cho là bằng 3 nè. Nhân cho U mũ N trừ 1, Q mũ N trừ 1 mà Q nó cho là gì? À, Q đây nó cho là trừ 1 phần 2 mũ mấy? Mũ N trừ 1. Và em phải giải cái phương trình mũ này ra thôi chứ có gì đâu. Và tự bạn bấm shift show cũng được, không có cần gì hết. Không cần phải giải. Đúng không? Ta bấm đây 3 chia cho với mẫu quanh 256 thì bên này sẽ bằng, bạn để là 3 nè, nhân cho bao nhiêu các bạn? 0.5 và trừ 0.5 mũ này là n trừ 1. Vậy bạn bấm lên đây sẽ là x trừ 1. Ok chưa? Shift show bằng. Còn nó giải ra không? Đơ luôn rồi. Ơ, anh sai chỗ nào rồi? Sai chỗ nào rồi hả? 3 chia 256 trừ 1 phần 2 tức là trừ 0.5 mũ x trừ 1 cho 3. Mình chuyển con bấm call thử. Bấm call thử các bạn ha. Con nên nhập x vô thử hương. X bằng 8 thì nó bằng mấy? À nó không bằng 0. X bằng 9 là câu B. À bằng 0. Vậy người ta bấm con cũng được các bạn ha. Chọn câu B. Chắc là số cái hàm mũ nó bấm không có nổi thôi. Nó chạy không nổi thôi nhưng không có gì hết. Vậy đáp án của anh là câu B được chưa? Các bạn có thể bấm con, các bạn giải cũng được, lấy logic cũng được. Ok. Câu số 14 mọi người. Điểm nào là điểm biểu diễn cho số phức chết này? À, mấy câu này easy quá ha. 2 trừ 3 các bạn ha. Câu 14 của anh là câu A. À sorry. Đó chết rồi đó, sai. Câu B mới đúng, tại vì sao? Điểm nào là điểm biểu diễn cho số phức liên hợp của số phức này? Vậy số phức liên hợp của này sẽ là 2 cộng 3y. Cho nên đáp án sẽ là câu B. Được chưa? Tí nữa là ra đi. Rồi câu 15, đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? Chúng ta thấy này là thấy bậc gì đây? Bậc 4 rồi. Ta thấy cái thằng này nó úp xuống, tức là gì? Khi x tiến về dương vô cùng thì y nó lại về âm vô cùng, x càng lớn thì y càng nhỏ thì hệ số a của anh phải âm chứ không thể dương được, cho nên nó loại hai câu này đi, hiểu không? Rồi vậy chúng ta còn hai này, chúng ta làm gì? Hàm số chúng ta có ba cực trị này, nè 1, 2, 3, cho nên ac nó trái dấu. Vậy đáp án của chúng ta là câu b, a với lại b chứ trái dấu chứ không thể là câu a được. Hoặc các bạn thế điểm cũng được, những câu này rất là dễ không. Câu 15 b. Câu 16, các bạn nào không hiểu thì cứ comment bên dưới cho anh nha. Sau video anh sẽ để cái livestream thì anh sẽ để cái video lại bên dưới. Thì bạn không hiểu câu nào các bạn comment, các bạn hỏi liền cho anh, thì anh sẽ giải đáp trực tiếp bên dưới những cái video giải đề đó của anh luôn. Rồi, còn ví dụ như thế này thì anh không thể chờ để hỏi từng bạn được. Cho chúng ta cái hàm số như thế này, mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu nào đúng các bạn? Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên cái đoạn từ trừ 2 cho tới 1, trừ 2 là đây nè, tới 1 ở đây, thì lớn nhất là bằng tại đây là 0 đúng không? Là f tại 0. Còn nhỏ nhất là f tại mấy các bạn? F tại trừ 2. Đúng rồi, vậy câu này đúng. Được chưa? Câu 16 rất dễ. Câu 17. Rồi, câu 17 cho chúng ta cái thằng này. Số cực tiểu của đồ thị hàm số là, à chúng ta cứ lập các bảng biến thiên ra. Các bạn nhớ ha, đây là phương trình f phải. Vậy tìm số cực tiểu của đồ thị hàm số, tức là chúng ta quan tâm đến cái nghiệm của phương trình f phải bằng 0, tức là chúng ta đi tìm cái nghiệm mà là cực trị của cái đồ thị này, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta nhớ gì? Để một điểm x0 là cực trị của đồ thị hàm số thì nó đầu tiên nó là nghiệm của phương trình f phải bằng 0. Thứ hai, qua cái nghiệm đó f phải của mình nó phải đổi dấu. Cho nên trong trường hợp này những nghiệm nào mà nghiệm bội chẵn thì anh sẽ loại đi. Ví dụ như x bình này, là anh loại đi. Còn lại ba cái nghiệm này là chúng ta lấy là nghiệm lẻ. Và chúng ta phải lập cái bảng biến thiên ra, chúng ta xác dấu.
Được chưa? Nếu bạn nào mà chậm thì chúng ta cứ lập các biến thiên đó thôi, chúng ta vẽ sơ sài ra cũng được. Đây là x của anh nè, đây là y phải nè, đây là y nè, vậy thôi. Nó chạy qua những điểm nào các bạn? Đi từ trừ vô cùng đúng không, qua cái điểm là không là một, nhưng ta không lấy không một rồi, không đây đến đây là một nè, ba nè, năm nè, dương vô cùng nè. Đó các bạn bỏ vô sắc dấu, đây là bằng không bằng không bằng không, được chưa? Bên này nó mang dấu dương, dấu dương nè, bên này nó mang dấu âm nè, bên này mang dấu dương nè, à, bên này âm và bên này dương, 3 cộng 5 là dương, vậy là trừ giữa 1 với 3 là mang dấu âm, sorry các bạn. Sắc dấu đơn giản các bạn, không có gì hết. Sắc dấu ta chỉ cần thế cái điểm nó vô thôi, ví dụ như từ 1 tới 3 là anh lấy điểm 2 em bỏ vô đây nè, đây là phải rồi, điểm 2 anh thế vô đây anh thấy nó âm thì anh lấy âm thôi, được chưa? Vì chúng ta đã chia theo cái khoảng cực trị rồi, cho nên ở giữa này nó âm thì nó âm luôn, và nó dương thì nó dương luôn, cái hàm đi lên vậy đúng chưa, à, đi xuống vậy, lên vậy, đi xuống vậy. Vậy số điểm cực tiểu của đồ thị là có bao nhiêu điểm cực tiểu các bạn? À, rõ ràng chúng ta thấy đây nè, một điểm cực tiểu à. Vậy đáp án của mình là câu nào? Câu B, nhớ nhé, một điểm cực tiểu tỷ bằng 3 thôi. Câu B, cho số phức giấy thỏa mãn cái này. Câu 18, hỏi tọa độ điểm M biểu điểm biểu diễn số phức giấy. Thì đây chúng ta quan sát cái phương trình này là phương trình xác định, à, cho nên chúng ta làm gì? Ta bấm máy tính, 1, 2. Muốn tìm thằng Z thì bạn chuyển vé qua, nó sẽ là bằng 4 cộng Y đúng không? 4 cộng Y nè, trừ cho thằng kia là gì? 2 trừ Y, tất cả bình, chia cho, dưới là 3 cộng 2Y. Bạn, 1 cộng Y, 1 cộng y là biểu diễn số phức giấy. Vậy cái tọa độ của điểm M là bao nhiêu các bạn? À, câu 18 ta là câu C, đúng chưa? Là 1 1 cộng y nè. Này học cực trị số phức rồi thì mấy câu này thấy bạn thấy easy không? Trong đề nếu số phức nó hỏi cũng rất là nhiều, nhưng mà cơ bản basic thôi, còn cái phần cực trị nó chỉ ra một câu thôi. Trong không gian ối giá cho ta hai điểm phương trình mặt cầu đường kính là AB. Thì chúng ta nhớ mặt cầu mà đường kính AB thì nó nhận trung điểm của thằng này làm tâm, còn cái bán kính chính là đoạn này chia 2, chưa? Vậy trung điểm cộng lại chia 2, 1 cộng 1 chia 2 là được 1 nè, 1 cộng 3 chia 2 được 4, 4 chia 2 được 2 nè, 0 cộng 2 chia 2 được 1 nè. Vậy tâm của anh là 1, 2, 1, cho nên cái nào mà x cộng 1 là loại ha, 1, 2, 1, 1, 2, 1, cái này 3 là thấy loại nè, này 3 là thấy loại nè. Vậy câu 19 của mình là còn lại là câu B hoặc là câu A thôi. Câu B với câu A nó khác nhau gì các bạn? Câu 1, 2, 1, câu B, câu A. À, câu B các bạn thấy cái tâm là các bạn biết rồi, tâm là 1, 2, 1. Vậy chỗ này là thấy không mà chúng ta loại luôn rồi, chúng ta chọn luôn ha. Vậy đối với câu này chúng ta chỉ cần thấy cái tâm là chúng ta loại được tất cả các đáp án rồi, được chưa? Câu 20, cho chúng ta logic cơ số 2 của 5 bằng A, logic cơ số 3 của 5 bằng B. Khi đó logic cơ số 5 của 6 là bằng bao nhiêu? Bài này cũng nhiều bạn cũng rối, mình thấy rất là dễ. Nếu bạn rối thì bạn lại cứ thế số vô cũng được. Bạn rút A là bằng này, B là bằng này, sau đó các bạn bấm cũng được ha. Logic cơ số 5 của 6 bạn bấm được. Nhưng mà không sao, anh thiền, anh giải, tại vì nó đơn giản quá. Logic cơ số 5 của 6 thì các bạn tách ra thành gì? 5 của 6 chính là 2 nhân 3 đúng không? Logic của tích thì các bạn tách ra thành logic của tổng 5 của 2 cộng cho logic cơ số 5 của 3, được chưa? Mà đang cho 2 của 5 nè, thì chúng ta lấy nghịch đảo lên, đúng chưa? 2 của 5 chính là 1 chia cho logic cơ số 2 của 5 đó. Logic cơ số 3 của 5 thì chúng ta lấy 1 chia logic cơ số 3 của 5, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta ráp vô ha, bằng 1 chia A cộng 1 chia B, đúng không các bạn? 1 chia A cộng 1 chia B, và chúng ta quy đồng lên thì sẽ là A cộng B chia cho A nhân B, đơn giản vậy thôi. Và đáp án câu 20 của anh là câu C. Câu 21, cho chúng ta hai số phức là nghiệm của phương trình nào sau đây? Thì đơn giản, thế giờ là xong thôi, được chưa? Hoặc là bấm máy tính, sao cũng được. Thì câu này các bạn bấm máy tính cũng được ha, hoặc các bạn thế vô, các bạn bấm Ctrl rồi thế vô. Viết bình, không biết nó cho Ctrl không ha. Chúng ta thế vô cũng được. 5 nè, 3 nè, chúng ta giải phương trình bình thường thôi. Thì anh lấy câu C, anh bấm máy câu C là 1 nè, trừ 3 nè, 4 nè. Đó, anh được nghiệm là 3 phần 2 cộng căn 7 chia 2 với lại 3 phần 2 trừ căn 7 chia 2 đó. Cho nên đáp án của anh là câu C. Câu này thì chỉ bấm máy thôi các bạn ha.
Rồi câu 22. Nhanh quá không các bạn? Những câu đầu khá là dễ ha, nên là anh đi hơi hơi vội xíu. Rồi, trong không gian ối giấy, khoảng cách từ tâm của cái mặt cầu này tới cái mặt phẳng này là bao nhiêu? Vậy chúng ta phải xác định cái tâm mặt cầu này. Mặt cầu này muốn xác định tâm thì chúng ta chia cho trừ 2 chỗ này ha. Trừ 2 xuống thì tâm y của anh sẽ tọa độ bao nhiêu? Là 2, là 2, là 2 nè. Đúng vậy không? Vậy mình ráp vô trị tuyệt đối chia căn khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng. Trị tuyệt đối thế vô đây là 2 nè, cộng cho 2 nhân 2 là 4 nè, cộng cho 2 nhân 2 là 4 nữa, trừ 10 đúng không? Chia cho căn quả 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình. 2 bình lên là 4, 4 cộng 4 là 8, 8 cộng 1 là 9, vậy ở dưới căn 9 là dưới sẽ là bằng 3. Đúng không? Ở trên này là 4 cộng 4 là 8 cộng 2 là 10, 10 trừ 10 là bằng mấy các bạn? Bằng 0 mà. Đúng không? Bằng 0. Vậy đáp án câu này là bằng 0. Khoảng cách bằng 0 thì trong trường hợp thực tế là gì các bạn? Là mặt cầu và mặt phẳng này nó tiếp xúc với nhau luôn rồi đó. Được chưa? Chứ đừng có thấy bằng 0 mà thấy lỗi ha. Câu 22 của anh là câu C. Câu 23. Ta tìm nghiệm của cái bắc phương trình logic. À, nó cho chúng ta log neighbor, tức là hai cái là cùng cùng cơ số chưa? Cùng cơ số hết rồi. Vậy chúng ta đầu tiên chúng ta giải được cái phương trình này, chúng ta phải đặt điều kiện. Nhớ ha, phải đặt điều kiện. Vậy chúng ta tương đương nè, thứ nhất nè, x của anh bên vế bên này đúng ra là x bình lớn hơn bằng 0 đúng không? Lớn hơn 0. Bên kia sẽ là 4x trừ 4 lớn hơn 0. Và chúng ta thấy cơ số e tức là cơ số lớn hơn 1. Đúng chưa các bạn? E là bằng bao nhiêu anh không nhớ nhưng mà nhớ lớn hơn 1. Hậu sẵn bấm luôn e bằng bao nhiêu ha, lâu quá rồi không có đụng vô e nè, 2.7 mấy đó, tức là nó lớn hơn 1, cho nên dấu của bắc phương trình là nó thuận chiều. Vậy này bỏ ra nó sẽ là x bình lớn hơn 4x trừ 4 là nó thuận chiều, các bạn hiểu không? Còn khi nào mà nó lớn hơn 0 nhưng mà nó nhỏ hơn 1 á, thì bỏ ra nó sẽ ngược chiều. Rồi tiếp tục, đây là gôn nghiệp lớp 10 thôi, x bình là luôn luôn lớn hơn bằng 0. Vậy để thỏa mãn nó lớn hơn hẳn 0 thì chỉ được điều kiện là x chỉ cần khác 0 là được. Cái này chúng ta giải ra x lớn hơn 1. Cái này mới có hai nghiệm thôi. Ta bấm máy tính ha. 5, 3, 1 nè. Chuyển vế qua là, bên này chuyển qua là trừ 4 ha. Bên này chuyển qua là 4 ha. Đó, anh có một nghiệm bằng 2. À, nó có một nghiệm bằng 2 luôn thôi. Đó là nghiệm kép á. Tức là x, chỗ này là x trừ 2 tất cả bình đúng không các bạn? X trừ 2 tất cả bình nè. Trừ 2 tất cả bình lớn hơn 0 nè. Thì tương tự như trên này, nó là số bình phương thì nó lớn hơn bằng 0. Vậy để thỏa mãn nó lớn hơn hẳn 0 thì anh chỉ cần x nó khác 2 là được thôi chứ có gì đâu. Được chưa? X lớn hơn 1, x khác 0 và x khác 2. Vậy đáp án của chúng ta là câu nào? Câu 23 các bạn. À, đáp án của anh là câu D nè. Tức là chạy từ 1 cho tới dương vô cùng nhưng mà không có lấy cái phần tử 0, không lấy cái phần tử 2 thôi. Tại vì cái 0 nó nằm bên ngoài này rồi. Vậy chúng ta cũng không quan tâm cái 0 này nữa. Được chưa? Vậy đáp án của anh là câu D. Câu 24. Trong ta cái hình nón chiều cao là h, độ dài đường sinh là 2a. Ồ, quá dễ ha. Đó, chiều cao có rồi, độ dài đường sinh này là 2a, chiều cao này là a. Và các bạn tìm thể tích hình nón, các bạn phải lấy cái gì? Cái diện tích đáy. Tức là bạn cần tìm cái đoạn a, ao này nè, đúng không? Ao này các bạn làm gì? Pythagore. Pythagore thì nó sẽ là gì? Căn của 2a bình mà trừ a bình đúng không? 2a bình lên là 4a bình. 4a bình mà trừ a bình vậy còn 3a bình. Đúng không? 3a bình thì lấy ra ngoài nó sẽ là a căn 3. A căn 3 cho nên diện tích của mình á là bằng b nè. R bình tức là a căn 3 bình lên, đúng chưa? A căn 3 bình lên thì nó lại là 3a bình. Vậy b nè, 3a bình nè, nhân với chiều cao là bao nhiêu? Là a nè. Nhưng mà phải nhân với gì? 1/3, tại vì đây là hình chốt. Được chưa? Vậy đáp án của anh có phải là b a mũ 3 không? Tại vì cái này triệt tiêu mất rồi. Thì chưa các bạn? Và đáp án của anh câu 24 là câu A. Very easy ha. Câu 25. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các cái đường thẳng y bằng e mũ x, y bằng 0, x bằng 0, x bằng 2 là đúng cái form chưa? Bài này là basic ha, đúng cái form hết rồi, giờ chỉ ráp vô thôi. Vậy tích phân chạy từ A đến B là chạy từ 0 tới 2 của e mũ x, cái hàm nằm trên trừ cái hàm nằm dưới là y bằng 0, là trục của x đó. Cho nên mình sẽ ráp vô, mình chọn cái đáp án luôn là câu D đó. Rồi, câu 26. Cho chúng ta các bảng biến thiên như thế này, hỏi tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của hàng này là bao nhiêu. Chúng ta dựa vào bảng biến thiên để chúng ta xét ha. Khi mà xét tiệm cận ngang thì chúng ta xét lim của y khi nào các bạn? Lim của y khi x tiến về vô cùng.
vô cùng, tức là về dương vô cùng hay là về âm vô cùng luôn á. Nếu mà nó bằng một con số, số A nào đó, thì cái đường Y bằng A chính là đường tìm cận ngang. Ví dụ khi X tiến về âm vô cùng thì anh thấy Y nó bằng mấy? Bằng 3. Vậy chắc chắn có một tìm cận ngang Y bằng 3 chưa? X tiến về dương vô cùng đâu rồi? À, dương vô cùng tại đây chúng ta không có, đúng không? Dương vô cùng ở đây đâu có xét đâu. Vậy tiếp tục ta xét qua tìm cận đứng. Tìm cận đứng nè, đây chỉ âm vô cùng ha, tức là ta xét lim của Y khi X tiến về những cái điểm mà làm cho hàm số Y không xác định. Những điểm hàm số Y không xác định thì ở đây em thấy cái đường gạch ngang này nó gạch tới Y luôn nè. Thì có điểm này nè, trừ 5 nè. À xin lỗi, trừ 1 nè. Trừ 1 nè, và điểm 1 nè. Thấy chưa? Điểm 1 này thì chúng ta chỉ xét một trừ thôi, tại vì một cộng là không xác định rồi. Vậy khi X chạy về một trừ thôi nè. Một trừ nếu nó bằng vô cùng á thì cái đường đó là tìm cận đứng. Âm vô cùng, dương vô cùng gì cũng được, lý thuyết căn bản ha. Thì đây nó bằng âm vô cùng đúng không? Cho nên chắc chắn anh có X bằng 1 là tìm cận đứng. Đó, anh có X bằng 1 là tìm cận đứng. Được chưa? Anh có Y bằng 3 là tìm cận ngang hồi nãy. Được chưa? Tiếp tục, anh xét cái lim của Y khi X tiến về đâu nữa? Khi X tiến về điểm thứ hai là điểm tại trừ 1 nè. Trừ 1 thì chúng ta xét hai cái, trừ 1 cộng với trừ 1 trừ, đúng không? Nhưng mà chỉ cần trừ 1 cộng là chúng ta loại. Tại vì sao? Trừ 1 cộng á, tức là bên phải giống số trừ 1 á, thì chúng ta thấy nó bằng trừ 5, cho nên chúng ta loại. Vậy rõ ràng là chỉ có trừ 1 trừ là nó có thôi các bạn. Chỉ có trừ 1 trừ nó mới về âm vô cùng thôi. Trừ 1 trừ thì anh thấy nó về dương vô cùng nè, tức là nó về dương vô cùng, cho nên cái đường này đường này cũng được chọn là gì? Là một cái tiệm cận đứng. Miễn nó thỏa một trong hai điều kiện là tiệm cận đứng. Được chưa? Mặc dù bên này nó không thỏa nhưng mà nó thỏa bên này thì nó cũng là tiệm cận đứng. Và anh có 1, có 2 và có 3 thôi, 3 đường tiệm cận. Câu 26 đáp án của anh là câu D. Thắc mắc gì thì hỏi nha. Cho hình chốt tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2A, cho cái hình luôn là vui rồi ha. Cạnh bên là bằng 3A, cạnh đáy dưới này là bằng 2A ha. Cạnh bên này là 3A. Hình chốt tứ giác đều thì đáy là hình gì? Đáy là hình vuông, được chưa? Rồi XO sẽ vuông góc với đáy. Bây giờ thể tích sẽ bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy là hình vuông, cạnh là 2A thì sẽ là 4A bình là diện tích đáy. Chiều cao là cạnh XO, đúng không? Vậy mục đích của chúng ta là cần tìm cái cạnh gì? Cái cạnh XO này. Vậy chúng ta áp dụng Pythagore vào trong tam giác này. XBO ha. Thằng này là nửa đường chéo, đường chéo là A căn 2. Đúng các bạn? Thì các bạn cứ lấy ra bình thường thôi, bằng A căn 2 đó. OC hay OB gì cũng được. OB chính là bằng A căn 2, mà cái cạnh hình vuông của mình là 2A, cho nên là A căn 2. Nhưng mà A căn 2 là đường chéo, còn cái đoạn OB này là A căn 2 chia 2, đúng không? Vậy là 2A căn 2 và chia cho 2 xuống nữa thì mới ra cái cạnh OB. Vậy anh chia xuống thì số 2, thứ 2 này nó mất, nó còn A căn 2. A căn 2 là anh được OB, mà anh cần là cần cạnh XO. Và XO sẽ là bằng cái gì? Pythagore ra, nó sẽ căn của cạnh bên là 3A bình phương đó, trừ cho thằng này chính là A căn 2 bình phương. Được chưa? 3 bình lên là 9A bình, thằng này bình lên là 2A bình, 9 trừ 2 là cộng 7A bình. Vậy lấy căn ra ngoài sẽ là A căn 7. Được không? Vậy mình ráp công thức vô nhân cái này là A căn 7 nữa. 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Vậy đáp án của anh là gì các bạn? 4 căn 3 A mũ 3. 4 căn 7 A mũ 3 chia 3. Chỗ này là căn 7 ha. Đó. 4 căn 7 A mũ 3 chia 3. Vậy đáp án của anh là câu D. Chú thi mà cho sẵn hình như vậy thì quá sướng hả? Rồi, câu 28 hỏi chúng ta đạo hàm của hàm log, nhớ không? Đạo hàm của hàm log thì nó sẽ bằng cái gì? U phải chia U nhân với gì các bạn? Log neighbor của A, đúng không? U phải chia U nhân log neighbor của A là bằng, đúng ra là sẽ là U phải nè chia U nè nhân log neighbor của A, mà A ở đây là log neighbor rồi, nghĩa là cơ số nó là cơ số A, cho nên chỗ này sẽ là log neighbor của A. Mà log neighbor của A chính là bằng mấy? Bằng 1, cho nên chỗ này nó mất luôn. Thì cuối cùng chỉ còn U phải chia U thôi. U phải thì đạo hàm thằng này ra sẽ là 4 mũ 3 nè, cộng cho 3 bỏ xuống là 12x bình nè. Đó, 4 mũ 3 cộng 12x bình, còn ở dưới là chia U là giữ nguyên vậy thôi. Vậy đáp án là câu nào các bạn? Quá dễ ha. Câu 28 đáp án của mình là câu D. Nó nhảy xuống các bạn ha, nhảy dòng á. Câu này đúng rồi. Rồi câu 29 cho chúng ta bảng biến thiên như sau. Số nghiệm dương của phương trình 2 lần fx trừ 2 bằng 0. Vậy đây chính là cái phương trình hành độ giao điểm. Nếu anh rút fx của anh ra thì nó sẽ bằng 1, đúng không? Thì là phương trình hành độ giao điểm của fx bằng 1, nó chuyển cái 2 này chúng ta qua nè, bằng 1, thì cái đường thẳng y bằng 1 chúng ta cả ngang qua vậy. Y bằng 1 nằm đâu các bạn? Giá trị y của anh đây là bằng 1 nè, và y bằng 1 nó nằm vậy nè, nó tiếp xúc với ngay điểm này.
Vậy theo các bạn thì nó cắt đồ thị tại bao nhiêu điểm? Đúng không? Nó tiếp xúc đây là một điểm nè, nó cắt tại đây, tại vì đây nó chạy lên tới dương vô cùng lận, cho nên chỗ này nó cắt nè, bên này nó không cắt. Vậy là hai điểm. Hai điểm thì có bao nhiêu nghiệm? À, hai nghiệm. Chú ý nó nói gì nữa? Nghiệm thực dương. Đó, đọc kỹ, nghiệm thực dương. Tức là cái nghiệm nó phải dương. Tại đây nghiệm nó bằng bao nhiêu các bạn? Tại đây tiếp xúc lên chiếu lên nghiệm nó là bằng 0. Đúng không? Mà chúng ta cần nghiệm thực dương, cho nên anh không lấy nghiệm tại đây. Mặc dù nó là nghiệm nhưng mà không phải nghiệm thực dương. Để đây chiếu lên nó mới dương nè. Cho nên đáp án của anh chỉ có một nghiệm thôi. Cẩn thận ha. X của chúng ta lớn hơn 0. Rồi anh qua câu 30. Cho chúng ta cái hình chốt XABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật như cái hình bên dưới ha. AB người ta cho rồi thì bằng 3. Cho cạnh kia là bằng 4, anh giảm cái bút lại ha. Cho BC là bằng 4 ha. Tức là hình bên dưới này chúng ta có hình chữ nhật, có hai cạnh rồi, tức là diện tích đáy là mình ok ha. Tam giác XAC nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. À, nó vuông góc với đáy cho nên mình nối cái AC này lại nè. Rồi, khoảng cách từ C tới đường thẳng XA là bằng 4. Từ C là đây tới đường thẳng XA là bằng 4. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng XAB và XAC. XAB là đây, XAC là đây. Rồi, bài này mình làm sao? Rồi, các bạn để ý ha. Thì chúng ta dựng, tại vì nó nói như vậy nè, khoảng cách từ C tới đường thẳng XA. Vậy trong mặt phẳng XAC anh dựng CH vuông góc với XA được chưa? Trong mặt phẳng XAC này dựng CH vuông góc với XA. Đó, vuông tại đây ha. Đây là điểm H của anh nè. Rồi, vậy bạn để ý tam giác ABC của anh nó vuông tại B. Đúng không? Tam giác ABC này nó vuông tại B do cái hình ABCD của anh là hình chữ nhật. Mà AB của anh bằng mấy? Bằng 3. BC của anh bằng mấy? Bằng 4. Vậy anh tìm được cái cạnh AC này theo Pythagore không? Vậy AC của anh nè, theo Pythagore thì anh không viết dài dòng ha. Căn của 3 bình cộng 4 bình, đúng không ạ? Căn của 3 bình cộng 4 bình là ra mấy các bạn biết không? Là 5 đó. Căn của 3 bình nè cộng 4 bình nè, vậy anh được 5. Là anh tìm được cái cạnh AC rồi, được chưa? Bây giờ anh xét tiếp tục tam giác CAH của anh. C nè, A nè, H nè, nó vuông tại H giống ta vừa mới kẻ nè. Thấy không? Cạnh này là cạnh gì? Cạnh AC chúng ta có rồi. Cái cạnh CH này chính là khoảng cách từ C tới đường thẳng XA. Vậy cạnh này người ta cho bằng 4. Vậy anh tìm được cạnh AH không? Pythagore ta tìm được cạnh AH không? À, dễ dàng suy ra HA của anh là bằng căn của HA, chính là cái cạnh nó vuông, cho nên nó sẽ là căn của cạnh huyền lại cạnh dưới này nè. Cạnh dưới này là 5 bình chúng ta vừa mới tính nè, trừ cho 4 bình. Đó. Được chưa? Vậy chúng ta ra 3. Ta cạnh được cái cạnh AH này là bằng 3 luôn. Vậy tiếp tục trong tam giác ABC anh kẻ trong tam giác ABC anh kẻ nè. Anh kẻ BK vuông góc với CA thử ha. Thì theo các bạn anh kẻ như thế nào các bạn? Hình anh vẽ hình phẳng ra để các bạn hình dung ha. Hình dưới đáy của ta là hình chữ nhật nè. Đó, đây là B nè, đây là A nè, đây là C nè, đây là D nè. Vậy có phải nối AC lại như thế này không? Vậy trong tam giác này anh kẻ BK vuông góc thì phải kẻ như thế này. Được chưa? Vậy anh xóa cái này đi cho dễ hình dung, anh kẻ vô cho các bạn dễ thấy. Anh kẻ BK ha. Xấu dữ vậy. Đó. Đại khái gì vậy ha? Chỗ này là điểm K. Anh kẻ BK vuông góc với AC. Và anh chia được cạnh HK nó cũng vuông góc với CA không các bạn? Đây nè, cái cạnh mà HK này nè, nó vuông góc với CA luôn nè. Anh nối cái HK này xuống thì HK nó cũng vuông góc với CA luôn. Đúng chưa? Rất dễ dàng ha. Chia ra HK của anh nó cũng vuông góc luôn với CA. Rồi, HK vuông góc với CA, vậy HK có phải là vuông góc luôn với mặt đáy không các bạn? À, lúc này anh chia ra HK có phải là vuông góc luôn với cái mặt phẳng ABCD không? Nó vuông góc ABCD, tức là nó là cái gì các bạn? HK vuông góc với ABCD thì anh chia ra HK sẽ vuông góc với HK này nó vuông góc luôn tất cả các đường nằm trong mặt đáy, trong đó có tường BK, cho nên là nó vuông góc luôn với BK này. Được chưa? Nó vuông góc luôn với BK. Cho nên chia ra được cái BK này, thứ nhất vuông góc với AC do anh kể. Thứ hai, BK này vuông góc với HK do anh vừa chứng minh. Ngoài ra ha, nó còn vuông góc với lại AC do anh kể này. Đó, BK. Từ hai hàng này anh suy ra BK nó sẽ vuông góc với lại mặt phẳng XAC.
được chưa? Tại vì chúng ta cần tìm góc giữa hai mặt phẳng, các bạn nhớ kiến thức không? Muốn tìm góc giữa hai mặt phẳng ta tìm cái giao tuyến, đúng chưa? Rồi trong mặt này chúng ta kẻ đường vuông góc với giao tuyến, trong mặt kia chúng ta kẻ đường vuông góc với giao tuyến, vân vân, đúng vậy không? Rồi thì tiếp theo anh chứng minh được BK vuông góc với SAC. Sau khi chứng minh được BK vuông góc với SAC thì anh sẽ suy ra được cái cạnh đầu tiên. Tiếp theo anh kẻ ha, kẻ KM vuông góc với SA đi, từ K là đây nè, tại vì trong mặt này chúng ta kẻ vuông góc với giao tuyến mà, rồi trong mặt kia chúng ta kẻ vuông góc với giao tuyến, vậy KM anh kẻ vuông góc với lại K là đây đúng không, vuông góc với SA anh kẻ lên đây đó, thôi kẻ nó liền luôn được, anh gọi đây điểm M. Rồi tiếp tục anh nói lại gì các bạn, BM nói lại đúng không, vì trong hai mặt chúng ta nói lại thì chúng ta mới được, đây chính là hai đường này, giao tuyến của anh chính là SA này, và hai đường này sẽ vuông góc tại đây nè, vuông góc với cạnh này ra tại đây, và cái góc chúng ta cần tìm chính là góc M BK. Được chưa các bạn? Câu này nó hơi khó chút xíu nhưng mà kiến thức nó cũng căn bản à. Rồi, tiếp tục mình chứng minh cho các bạn coi ha. Rồi, thứ nhất anh kẻ KM của anh vuông góc với SA. Vì kẻ KM của anh vuông góc với SA mà SA của anh hồi nãy đã chứng minh nó vuông góc với BK rồi. SA này hồi nãy nó đã vuông góc với BK rồi, mà chúng ta kẻ KM vuông góc với SA, đúng không? Thì có phải anh suy ra được, suy ra được cạnh SA của anh nó sẽ vuông góc luôn với cái mặt phẳng KBM không? Được chưa? Suy ra SA này nó vuông góc luôn cái mặt phẳng là BKM này. Nó vuông góc mặt phẳng BKM có nghĩa là gì các bạn? Nó vừa vuông góc với lại SA này, nó vừa vuông góc với cái cạnh BM, mà nó vừa vuông góc với cái cạnh gì? Vừa vuông góc với cạnh MK, tức là giao tuyến của anh là SA này, trong mặt này anh có đường BM vuông góc với giao tuyến này, trong mặt kia anh có đường KM vuông góc với giao tuyến tại điểm M này, hiểu không? Vậy cái góc cần tìm của anh có phải là góc KMB không, tức là góc này nè đó, bạn phải xác định được cái góc chứ không xác định được sẽ không tính được, được chưa? Chính là góc KMB. Bây giờ chúng ta đi tính thôi, đi tính thôi, không có gì hết, tại vì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào trong tam giác. Chúng ta cần xét là tam giác gì? Tam giác vuông ha, KMB. Nó vuông tại đâu các bạn? Nó vuông tại M luôn nè, tại vì SA nó vuông. Được chưa? Rồi, thì anh có cốt của góc KMB. Cốt của góc KMB anh gọi là góc alpha cho nó tiện ha. Cốt của góc này các bạn sẽ bằng MK chia cho MK chia cho BM. MK là đây nè, BM là đây nè. Được chưa? Cosin ha, lấy kề chỉ cho hiền ha, nó vuông tại đây các bạn ha, đây, đó, tại vì BK chúng ta vuông góc mặt phẳng SAC cho nên nó vuông tại đây, sorry ha, hồi nãy anh nhầm vuông tại M ha, nó vuông tại A tại K này, tại vì chúng ta có BK hồi nãy chúng ta chứng minh vuông góc mặt phẳng SAC rồi, đúng chưa? Cho nên nó sẽ vuông góc tại đây, rồi, có nghĩa là bạn cần tìm cái đoạn MK và cái đoạn BM ra là bằng bao nhiêu, rồi bây giờ làm sao tìm MK với BM đây? Dựa vào những cái giả thiết chúng ta có rồi, làm sao chúng ta tìm MK BM? Anh quan sát muốn tìm MK thì anh áp dụng vào trong tam giác vuông AKH vuông tại K, đúng chưa? Và anh có 1 chia cho MK bình phương sẽ bằng 1 chia cho AK bình phương cộng 1 chia cho HK bình phương. Như vậy không? Và chúng ta tìm tất cả cái liên quan, ví dụ như AK chúng ta tìm ra, HK chúng ta tìm ra, chúng ta thế vô chúng ta được. HK thì anh dễ dàng rồi, anh có BK tìm được không các bạn? BK anh tìm được không thì anh tìm ra HK đơn giản thôi chứ có gì đâu. Anh đi nhanh chút xíu ha. BK chúng ta tính rất dễ dàng này, từ BK chúng ta tính trước ha. BK thì trong tam giác ABK ABC này thì BK nó là đường cao, cho nên anh rút ra BK trước. BK cạnh này là 3, cạnh này là 4, AC thì hồi nãy tính ra là 5, thì có phải là bằng 3 này nhân cho 4 chia 5 không? Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông thôi thì đây chính là bằng 12/5. Rồi, có BK là anh sẽ tính được cái gì bạn? BK này chính là bằng gì? Bằng HK đó. Đúng không? Và anh suy ra cái gì các bạn? Cũng trong cái tam giác vuông là ABC, cạnh AK là hình chiếu đúng không? Hình chiếu thì anh dùng hệ thức lượng tiếp tục anh tìm được AK luôn. Đó. AK thì có phải là bằng AB bình, hệ thức lượng trong tam giác vuông ha, chia cho AC thôi chứ có gì đâu. AB có, AC có, vậy thế vô AB bình, 3 bình lên, AC là 5, vậy là 3 bình là 9 này, 9/5 này, đúng chưa? Vậy bây giờ anh ráp vô đây ha, AK có rồi, HK có rồi, thằng này chính là bằng HK nè,
Đó, bằng nhau luôn. Bằng 12/5, vậy lấy máy tính anh bấm luôn ha. Đây. Vậy là 1 mà chia cho thằng này chính là 12/5 tất cả bình. 12 chia 5 nè. Đóng ngoặc lại bình lên nè, cộng cho thằng kia là 1 chia cho dưới này là gì? 9/5 tất cả bình. Và anh bỏ lại là 9 chia 5 nè, đóng ngoặc lại bình nè, bằng 12/5 9/5 ha. Anh lấy ngược lên lại ha, 1 chia cho answer ha để anh ra được MK, sau đó anh lấy căn của answer là bằng 36/25 đúng không các bạn? MK là bằng 36/25. Rồi, vậy anh được MK là bằng 36/25, chỗ này anh thế luôn vô ha. Tí nữa có nhầm. Đó, 36/25. Rồi, trong máy tính thì anh ship store ha. Lưu vô biến A ha. Rồi, nhiệm vụ còn lại của mình là tìm gì? Tìm BM nữa là xong. BM các bạn là tìm sau các bạn. BM thì các bạn cũng áp dụng Pythagore luôn thôi, có gì đâu. BM phải là căn của KB bình phương cộng cho MH bình phương không? Này, BM này. Nó thế vô trong tam giác này, KB này, MH này. MK chứ đúng không? À MK trong tam giác BKM đó, tam giác của chúng ta đang xét cái góc đó, nó vuông tại K thì cạnh BM chúng ta tính bình thường thôi. Nó sẽ bằng căn của đó, cạnh BK bình phương này cộng cạnh KM bình phương này, mà BK nãy chúng ta tính được rồi. Ở trên này chúng ta tính được là 12/5 và chỗ này sẽ là 12/5 tất cả bình này. Cộng cho cái cạnh KM chúng ta mới tính trên này là 36/25 này tất cả bình này. Đúng như vậy không? Rồi, ráp vô nữa là xong các bạn ha. Bây giờ anh bấm máy tính anh ráp vô luôn ha. Vậy code alpha của anh là bằng cạnh này MK nãy anh lưu vô biến A đây. Được chưa? Chia cho ở dưới chính là căn của 12 chia 5 tất cả bình. 12 chia 5 đóng ngoặc bình cộng cho cái này hồi nãy anh đã lưu biến A rồi cho nên nó sẽ là A bình. Rồi, bằng 3 căn 34 phần 34 đúng không? Được chưa các bạn? Vậy đáp án của mình là câu nào? Câu B. Đó, ha. Câu này thì anh đánh giá là nó hơi dài dòng chứ nó không có khó. Kiến thức của chúng ta thì bình thường, chúng ta học hệ nào không gian, chắc chắn cái dạng câu này nó sẽ hỏi thôi, nhưng mà nó sẽ hỏi ở mức độ vận dụng cao, có thể là câu bốn mấy á. Đề này để nó sắp xếp hơi sớm. Nó dài dòng các bạn ha, tính toán hơi dài dòng. Thì các bạn cứ vẽ ra tính toán và chúng ta lược bỏ với những cái bước chứng minh đi, anh không cần chứng minh như thế này. Thì các bạn để ý thì đối với những cái câu trong hình học không gian thì rõ ràng để làm nhanh thì các bạn phải hiểu. Và chúng ta phải lược bỏ những cái bước chứng minh đi. Thì chúng ta giải quyết bài toán cho nó nhanh. Mọi người cứ chứng minh lại. Rồi, giải quyết lại, thắc mắc gì thì hỏi anh. Giải đáp hết. Rồi chúng ta qua câu 30 11. Câu 31 các bạn cho hình chóp SABCD ha, có đáy là hình vuông cạnh A, tâm là O. Tâm O đây ha. Rồi. Biết cạnh XA là bằng 2A và XA vuông góc với đáy cho chúng ta rồi. Rồi, khoảng cách từ O tới mặt phẳng XBC, O đây tới mặt phẳng XBC là bên ngoài, dễ ha. Gắn hệ trục tọa độ cũng được, hoặc là chúng ta giải nhanh bài này khá là nhanh, dễ không có gì hết. Khoảng cách từ O thì chúng ta quy về khoảng cách từ đâu tới các bạn? À, chúng ta phải nhìn ra khoảng cách từ A tới, luôn luôn đưa về khoảng cách từ đường cao tới. Nè, điểm C nè, điểm O nè, điểm A nè, ba điểm thẳng hàng. Nhớ không? Điểm C á là nằm trong mặt phẳng ABC, là mặt phẳng chúng ta cần tìm khoảng cách tới. Điểm O với điểm A nó có vị trí tương đối như thế nào? O là trung điểm, đúng không? Vậy khoảng cách từ O tới nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? À, nó sẽ bằng 1/2 khoảng cách từ A tới. Cái gì nữa? À, dễ dàng nhìn ra khoảng cách từ O tới mặt phẳng XBC sẽ bằng 1/2 khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng XBC. Phải nhanh ha. Chứng minh thì những video trước anh đã làm rất là nhiều rồi. Rồi ok, khoảng cách từ A tới thì rõ ràng tam giác hình này là hình vuông rồi. Vậy kẻ vuông góc lên đây nữa là xong thì gì đâu. Đúng chưa? Thì nó chính là gì? Là AK đó các bạn. AK vuông góc với XB do chúng ta kẻ nè. AK vuông góc mặt phẳng XBC ta có thể chứng minh do thằng AB này vuông góc với mặt phẳng XBC, do thằng BC nè. BC nè vuông góc với lại XAB. Cho nên suy ra BC nó sẽ vuông góc với lại gì? AK do anh kẻ. Ngoài ra chúng ta có gì? XB nó vuông góc với AK do anh kẻ. Vậy tóm hàng này suy ra AK vuông góc với mặt phẳng XBC không? Vậy chính là AK là khoảng cách chúng ta cần tìm. Vậy chúng ta áp dụng vô 1 chia cho AK bình phương sẽ bằng 1 chia XA. XA là 2A. Vậy bình phương lên sẽ là 4A bình cộng 1 chia cho
thằng này AB, AB là A bình, chỉ thôi, đơn giản ha. Vậy quy đồng lên mẫu số chung là 4, vậy đây sẽ là 4 chia cho 4 A bình đúng không? Vậy nhân qua đây cộng lại ha. Vậy mẫu số chung rồi anh sẽ được là 5. 5 chia 4 A bình. Vậy em ta lộn ngược lên thì nó sẽ là 4 A bình chia 5. Vậy em ta lấy khoảng cách ra thì nó sẽ là A 2A chia cho căn 5. Lấy lên sẽ là 2A căn 5 chia 5 là cái khoảng cách từ A tới. Vậy suy ra khoảng cách từ O tới ta phải chia cho 2 xuống nữa. Vậy số 2 với số 2 nó mất, vậy còn là A căn 5 chia 5. Đáp án của mình câu này là câu A. Very easy ha. Rồi câu 32. Rồi chúng ta có ha. Đầu tiên cho chúng ta mặt phẳng vào đường thẳng. Được chưa các bạn? Vậy đường thẳng này anh quy về dạng tham số trước ha. X của anh sẽ bằng là chuyển qua là 1 cộng cho T. Anh gọi là A nhỏ đi các bạn. Chữ T ghi nó giống dấu cộng nên dễ nhầm quá ha. Đằng này y sẽ bằng chuyển qua nó sẽ là bằng trừ 1 cộng cho 2 a nhỏ đúng không, và điểm z anh chuyển qua thì nó sẽ là trừ a nhỏ đó. Thứ nhất nè, điểm A của chúng ta nè có tọa độ là ABC nè. Ồ lại nhầm con này nhầm với này rồi, có tọa độ là ABC thôi kệ, không quan trọng, tí nữa ta giải xong gọi điểm khác để cho nó khỏi nhầm ha. Anh gọi điểm khác gì mà căng dữ ha, gọi cái này là điểm A đi, gọi cái biến là A đi, A ha. Rồi thứ nhất điểm này nó nằm trên đường thẳng đúng không, cho nên ta phải quy về điểm A có tọa độ này như đây luôn, 1 cộng A nè trừ 1 cộng cho 2A nè và trừ A nè. Thứ hai nữa là gì, nó cách mặt phẳng P một khoảng là bằng 1. Cách thì ta dùng gì các bạn, công thức trị đối chia căn. Vậy trị đối ha, chia căn, căn của này sẽ là bao nhiêu, 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình, và dưới này là ra 9 nè. Đúng không? Trị đó chúng ta thế vô ha. Bên này là bằng mấy? Bằng 1. Và thế vô ha, đơn giản lắm, thế vô. Ở đây là 1 thì sẽ là 1 cộng a nè. Trừ cho 2y, chứ là trừ cho 2 nè, nhân cho trừ 1 cộng cho 2a nè. Đó, mà cũng đâu có cái ảnh hưởng gì đâu. Cộng cho 2z nè, tức là cộng cho 2 nhân với trừ a nè là bằng nhiêu đây? Vậy số 9 này là bằng căn 3, vậy chuyển qua đây là bằng 3 luôn đúng không? Triệt đối thì chúng ta chia ra mấy trường hợp, chia ra hai trường hợp, được chưa? Gom lại ha, đây là 1a nè, nhân qua đây là trừ 4a với 1a là ra trừ 3a, trừ 3a ở đây là lấy triệt đối trước anh gom lại ha, đây là a ha, đây là trừ 2a, vậy chúng ta là trừ a, trừ a với trừ 4a là trừ 5a, đó. Rồi tiếp tục, con số của anh là bao nhiêu đây? 1 nè, 2 nhân qua 2 nữa là 3 nè, rồi cộng 3 bằng 3. Coi đúng không các bạn? Nhiều khi nhẩm sai ha. Anh nhẩm lại chút xíu cho nó chắc ăn. Đây là a nè, trừ 2 nhân qua đây là trừ 4 nè. Trừ 4 cộng 1 là trừ 3, trừ 3 với trừ 2 là trừ 5. Rồi ok. Vậy chúng ta bỏ ra hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là trừ 5a cộng 3 là bằng 3. Thì trường hợp này chúng ta ri ra a bằng 0, đúng không? A bằng 0 thì chúng ta thế ngược lại đây chúng ta được điểm A tọa độ là bao nhiêu? A bằng 0 thì nó sẽ là 1 trừ 1 và 0, đúng không? Điểm này chúng ta lấy không? Không lấy, tại vì C nó nhỏ hơn 0 mà đây C bằng 0 là thêm lấy rồi. Và trường hợp thứ hai là trừ 5A cộng 3 của anh nó bằng trừ 3. Trừ 3 tức là chuyển qua sẽ là trừ 6 chia xuống A bằng 6 phần 5. 6 phần 5 về thế vô đây A sẽ bằng là 1 cộng cho 6 phần 5 đúng không? 1 cộng 6 phần 5. 1 chính là 5 phần 5 cộng 6 phần 5. Đúng không? Là 11 phần 5. Đó. Được chưa? Tiếp tục thế vào đây là bao nhiêu? 6 phần 5 thì chuyển qua đây ha. 6 phần 5 mà nhân cho này chính là 12 phần 5. 12 phần 5 trừ 1 đúng không các bạn? 2 phần 5 trừ 1 chính là trừ 5 phần 5 đó. Vậy 12 trừ 5 là còn 7 phần 5. Còn thế A vào đây là bằng 6 phần 5 thì nó là trừ 6 phần 5. Trường hợp này chúng ta nhận nè. Tại vì cái C của anh nhỏ không nè. Vậy nó hỏi A cộng B cộng C thì anh lấy 3 này anh cộng lại ha. 3 này cộng lại thì mẫu số chung là 15. Vậy mình còn lại 11 cộng 7 thì ra 18. 18 mà trừ cho 6 các bạn ha. Vậy chúng ta ra đáp án ha. Là bằng 12 phần 5. Coi có không nhé. Đáp án của mình sẽ là 12 phần 5 đó. Đó là câu D đó. Được chưa? Nhớ ha. Giải làm phải loại đáp án đi. Câu 33. Một cái vật thể đựng đầy nước hình lập phương không có nắp khi thả một cái khối cầu kim loại giống như một cái hộp mà các bạn nuôi cá nhà kính gì đó, thả vào trong cái hình lập phương thì khối cầu nó tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương đó, tính bán kính của mặt cầu
của cái khối cầu, biết rằng thể tích nước còn lại xung quanh hình lập phương là 10, giả sử các mặt của hình lập phương có độ dài là không đáng kể. Thì người ta vẽ cái đáy để bạn hình dung ha. Cái hình lập phương cái đáy như thế này ha. Đấy là hình vuông thôi. Vậy khi thả cái cầu xuống á thì nhìn từ trên xuống á thì có phải như vậy không? Tại vì nó tiếp xúc với tất cả các cái xấu quá. Mà thôi kệ đi các bạn, xấu cũng chấp nhận ha. Chấp nhận giùm anh đi. Chung là vẽ hơi xấu tí xíu. Cái gì chứ hội họa thì anh vẽ xấu lắm. Ok nó đi ha. Chúng ta thấy ha, khi mà thả xuống á thì nó tiếp xúc với tất cả các cái cạnh của mặt đáy. Mặt đáy là hình vuông thì nó sẽ tiếp xúc như thế này. Được chưa? Tâm ô như thế này. Rồi, giả sử anh cho nhảy rồi. Chút xíu. Anh cho cái cạnh hình vuông này chiều dài là 2R và bán kính ở đây sẽ là R. Bán kính của hình tròn, về hình tròn này nó tiếp xúc với tất cả các cạnh, tức là nó nội tiếp bên trong cái hình vuông thì đây chính là 2R. 2R lớn. Được chưa? Vậy cái thể tích mà nước còn lại là gì các bạn? V nước còn lại á, sau khi mà bỏ cái hình cầu vào á thì V nước còn lại là delta V này. Nó có phải bằng là nguyên cả các khối lập phương không? Đúng không? Trừ cho cái phần mà thể tích của cái mặt cầu này nó chiếm chỗ. Có phải là 8R mũ 3? Tại vì mỗi cạnh của anh là 2R. Đúng chưa? Mỗi cạnh của anh là 2R, hình lập phương là như thế này nè. Đó. Mỗi cạnh của anh là 2R rồi. Khi anh bỏ trái cầu vào đây mỗi cạnh là 2R thì đầu tiên nó thể tích của nguyên cái khối cầu này, có phải là anh lấy nguyên cái khối cầu này là 8R mũ 3 không, là 2R tất cả mũ 3 đó, anh trừ cho cái thể tích mà cái phần bi nó chiếm chỗ thì có phải phần còn lại là thể tích nước không? Bi nó chiếm chỗ mà thể tích của khối cầu là 4/3 bi R mũ 3 đúng không? Mà khối cầu ở đây bán kính là R. Đúng chưa? Cho nên 4/3 bi R mũ 3. Được chưa? Và cái thể tích này người ta cho bằng 10. Vậy từ phương trình này dễ dàng anh tìm ra được R của anh không các bạn? Ha. R mũ 3 rút ra ha. Thì đây nó sẽ bằng là chuyển qua. Ok. Đây. Rút R ra thì là 10 này, chia cho 8 này, trừ cho 4/3 bi này. Vậy các bạn suy ra R luôn ha. Căn bậc 3 của cái đống này thôi chứ có gì đâu. Các bạn để mà dễ dàng thì bạn quy đồng cái này lên luôn để các bạn ra ha. Đúng ra thì nó là bằng căn bậc 3 của cái đống này, R rút ra sẽ là căn bậc 3 của cái đống này. Đó. Nhưng mà dưới đáp án này các bạn để ý nó đổi đi thành 15 gì đó thì bạn phải quy đồng cái này, bạn đổi biến đổi cho nó. Mọi người coi cái đáp án để biến đổi cho giống nó ha. Vậy đây chỉ đơn giản thôi chứ không có gì hết. Chúng ta quy đồng đây nè, 8 x 3 là 24 nè. Vậy trong này có phải là ở trong này cái căn bậc 3 thì không quan tâm ha. Trong này anh quy đồng lên là 24 trừ cho 4 bi đúng không? Chia cho dưới là chia 3, vậy anh lộn ngược lên trên này có phải là 3 x 10 là 30 không? Đúng không? Sau đó anh chia cả tử và mẫu cho 2 đi. Thì ở đây chia 2 đi thì còn lại là 12 nè, ở dưới này nó còn là 12 trừ cho 2 bi nè. Ở trên này 30 chia 2 là còn 15 nè và lấy căn bậc 3 ra thôi. Vậy căn bậc 3 của 15 chia cho 12 trừ 2 bi các bạn ha. 12 trừ 2 bi. Đó là câu A của mình đó. Đơn giản chứ không có gì khó hết. Rồi, họ nguyên hàm của hình này câu 34 các bạn. Nguyên hàm của này thì chúng ta nhân vô, nhân vô trước ha. Nhân vô trước thì nó ra là số này là số 2 tại vì cái x với x triệt tiêu đi rồi, còn lại trừ 1 chia x nhân log x. Bài này các bạn bấm máy tính cũng được, rất dễ, anh cũng có hướng dẫn trong những video trước rồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta làm bình thường thôi. X lấy nguyên hàm lên là gì? Là x bình chia 2. Đúng không? X lấy nguyên hàm lên thì sẽ là sorry, chỗ này không phải còn x. Chỗ này là 2 chứ, đúng không? Nhân vô là còn lại 2. 2 lấy nguyên hàm lên là gì? Là 2x. Cho nên nhìn câu 34 á, mình sẽ loại câu nào trước? Loại câu C này tào lao gì 1 trừ x nè. Được chưa? Rồi cái này cũng vậy nữa. Để chúng ta lấy nguyên hàm lên là như đây. Còn lại cái phần này nguyên hàm là nguyên hàm của log x chia x. Nguyên hàm của log x chia x các bạn làm sao? Từng phần, đúng không? Đặt u là bằng gì? DV là gì cũng được. Không cần là đặt từng phần tại vì đây nó có dạng ấy luôn rồi. Vậy ha, lấy nguyên hàm ra sẽ là 2x nè trừ cho nguyên hàm của 1 chia x log x nè, dx nè. Chúng ta thấy đạo hàm của log x chính là x, cho nên cái thằng này chính là 2x nguyên hàm của log x. Và anh viết cái 1 chia x chính là anh xài vi phân là d của log x luôn đúng không? Và chúng ta lấy nguyên hàm đây là u du chính là u bình chia 2 và là 2x trừ cho log bình phương x chia cho 2 cộng c, đơn giản vậy thôi.
chứ không có cái lần từng phần gì hết. Vậy đáp án của anh là câu nào? À, câu A. Được chưa? Nhiều khi nó đơn giản vậy mà có bạn ngồi bấm máy tính thì anh cũng không hiểu được. Tại vì các bạn rất rập khuôn, các bạn học tư duy nó rất là kém, các bạn cứ học theo phương pháp bấm máy tính thì những câu nó thật sự ra là nó không cần phải bấm máy tính. Nếu các bạn mà hiểu và phân tích kỹ trong đề thi á thì những cái câu các bạn học về mẹ về Casio này kia nó không có nhanh hơn tí xíu nào đâu. Nó thật. Khi nào các bạn luyện cái tư duy các bạn nhanh lên, các bạn giải quyết rất là nhanh. Còn những cái câu mà đã khó vận dụng cao rồi, đố các bạn nào lấy máy tính là bấm đâu? Đâu có ai bấm được. Vài cái chúng ta áp dụng được thôi, nên chúng ta không có lạm dụng máy tính. Rồi, tính tất cả các nghiệm của phương trình này các bạn, 3 mũ x à, là bao nhiêu á? Tính tất cả các nghiệm này có bao nhiêu nghiệm á? 3 mũ x cộng cho 3, 4 mũ x ha. Này làm sao? Đơn giản thôi, ta đưa này xuống ha, đưa về phương trình bậc 2 thôi. Rồi, đây ha, đây chính là 3 mũ x nè. Còn cái cộng cho 3 mũ 4 trừ x thì anh tách ra, ở trên sẽ là 3 mũ 4, dưới sẽ là 3 mũ x bằng 30. Vậy giống như là anh đặt t bằng 3 mũ x á, thì quy đồng của bên này sẽ là 3 mũ x tất cả bình nè, cộng cho 3 mũ 4 nè, bằng 30 lần 3 mũ x nè. Và chuyển vế qua sẽ được là 3 mũ x tất cả bình nè, trừ cho 30 lần 3 mũ x nè, cộng cho 3 mũ 4 bằng 0 nè. Thì đến đây em ta bấm máy tính thôi, không có gì hết. Đó, 5 1 5 3 chứ. Rồi, 1 bằng nè, trừ cho 30 nè, bằng nè, 3 mũ 4 nè, bằng nè. Đó, anh được một nghiệm bằng 27, một nghiệm bằng 3. Luôn ra nghiệm rất là đẹp. 3 mũ x bằng 27 và 3 mũ x bằng 3. 3 mũ x bằng 27 thì các bạn suy ra x bằng mấy? À, x bằng 3. Còn thằng này sẽ x bằng mấy? X bằng 1. Vậy thôi. Và đáp án của mình là câu nào? Tính tất cả các nghiệm của phương trình bằng, hình như bài này là tính gì? Tất cả các nghiệm mà. Tất cả các nghiệm của phương trình là nghiệm x bằng 3 và nghiệm x bằng 1. Câu này nó hỏi cái kỳ hay là đánh đề có vấn đề gì các bạn ha? Chúng ta ra hai nghiệm, một nghiệm x bằng 3 và x bằng 1, vậy chúng ta chọn câu nào? Câu A, câu B, câu C hay là câu D? Nếu mà tính tổng á, thì cộng lại. Chưa hiểu cái đề. À tích. À sorry. Chết các bạn ơi. Nó hỏi tích chứ không phải tính. Đó, anh cũng nhầm thấy chưa? Sorry các bạn, một bài học đi thi các bạn ha. Một bài học đi thi, cái đề nó hỏi rất là khó chịu. Tích tất cả các nghiệm, tại vì mình quen với chuyện đọc cái đề là tính nè. Tính cái gì đó cho nên mình cứ không có để ý. Anh cũng đọc lướt qua, anh không có để ý. Chữ này là chữ tích, tức là nhân các bạn. Và anh nhân nghiệm lại là lấy 3 nhân 1 và anh ra đáp án là câu A. Ồ sorry các bạn ha, anh cù bắp quá. Và anh ngồi anh cứ đọc là tính cho nên anh cứ thấy không biết tính cái gì, tính tổng, tính nhân, tính chia gì. Rồi, câu 36. Một cái câu chúng ta hỏi gì đây? Đồng biến trên khoảng ha. Giải mấy cái dạng này thì quá quen rồi. Khoảng từ 1 đến dương vô cùng, vậy đạo hàm nó ra thôi. Y phải anh đạo hàm ra sẽ là 1 phần 3 nè, x mũ 3 nè, à, đi đạo hàm y phải ra luôn ha, khỏi cần viết cái hàm y lại làm gì. Rồi, y phải đạo hàm nó ra bao nhiêu đây? Đạo hàm xuống số 3 nó mất sẽ là x bình nè, cộng cho 4x nè, trừ cho 2m cộng 3 nè. Yêu cầu nó đồng biến, tức là nó lớn bằng 0. Ở đây là hàm đa thức cho nên dấu bằng này chúng ta lấy, các bạn hình dung không? Tại vì nếu mà dấu bằng xảy ra thì nó chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thôi. Chúng ta lấy dấu bằng này được. Lớn hơn bằng 0 các bạn làm gì? Chúng ta cô lập m, được chưa? Ta chuyển m qua một vế. Vậy anh chuyển m qua ha. Chuyển 2m qua vế bên này thì nó sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng 3 cộng cho 4x cộng 3. Nhớ x chúng ta chỉ xét trong cái khoảng từ 1 cho đến dương vô cùng thôi. Trừ 1 chứ sorry. Trừ 1 đến dương vô cùng thôi. Đó, được chưa? Vậy thằng này mà nhỏ hơn cái hàm này, anh gọi là hàm fx đi, thì có phải tương đương với nó như thế nào các bạn? 2m phải nhỏ hơn bằng cái min của cái hàm này. Min của cái hàm fx này. Mà min của hàm fx này trong cái đoạn từ trừ 1 đến dương vô cùng các bạn làm gì? Bạn khảo sát hàm số nè, bằng f phải ra. F phải x ra sẽ bằng là 2x cộng 4. Vậy f phải x bằng 0 thì được x0 bằng mấy? X0 bằng 2, bằng trừ 2 chứ. Vậy các bạn lập bảng biến thiên sơ sơ rồi để các bạn hình dung. Còn bạn nào nhanh rồi không có cần viết các bạn biến thiên làm gì hết. Tại x này thế vô là xong ha. Chạy từ trừ 1 nè, đến dương vô cùng nè. Trừ 2 là nó nằm ngoài này luôn nè. Vậy điểm x0 này nó không nằm trong cái miền của chúng ta. Ngoài này chúng ta bỏ. Đúng chưa?
nhưng mà chúng ta lấy để chúng ta xác dấu cái miền này là nó luôn đồng biến hay luôn nghịch biến gì đó thôi. Thì cái miền này các bạn để ý ha, bên trái trái bên phải là cùng dấu với A, và bên phải mang dấu dương. Vậy thằng này đang đồng biến đi lên vậy đúng không? Nó đồng biến đi lên thì từ trừ một nó dương vô cùng. Min có phải là tại đây không các bạn? Min tại trừ một không? Vậy trừ một anh thế vào đây nè, trừ một bình đây là một, trừ một thế vào đây là trừ bốn, trừ bốn mà cộng ba là ra trừ một, trừ một cộng một, vậy chỗ này bằng không không? Vậy min nó bằng không không? Vậy anh được cái gì đây? À, 2m nhỏ hơn bằng 0 và m của anh sẽ nhỏ hơn bằng 0 thôi chứ có gì đó. Vậy đáp án cuối cùng của anh là câu nào? Là câu D nè, chạy từ trừ vô cùng cho đến 0 nè. Nhớ nhá. Chúng ta thường giải bằng cái phương pháp hàm số cho nó nhanh. Đừng có chuyển qua giải đại số ha. Mặc dù cái nghiệm x0 này chúng ta không xài trong việc mà tổng hợp nghiệm, tuy nhiên ta xài để ta xác dấu. Ta biết là trong khoảng từ 1 trừ 1 đến dương vô cùng, hàm số đang đồng biến đi lên thì cái min nó sẽ xảy ra tại trừ 1 thôi chứ không có gì hết. Rồi, số phức các bạn ha, số phức khỏi hơi bị nhiều trong đề này ha. Rồi, cho chúng ta cái biểu thức như thế này là số thần ảo. Tìm tập hợp, biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức Z là một đường tròn, tìm tọa độ tâm của đường tròn đó. Quá easy ha. Bây giờ Z mình thế vô thôi và mình nhân khai triển ra để mình được cái số phức. Mình cho phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo thôi chứ không có gì hết. À, xin lỗi, cho cái phần nó là số thần ảo thì chúng ta cho cái phần thực nó bằng không thôi chứ không có gì hết. Z của anh gọi là bằng x cộng y. Anh ráp vô đây thì trước khi anh ráp vô đây á, anh nhân cũng được, hoặc là anh nhân cái này ra trước rồi anh ráp cũng được. Thì sau khi anh nhân vô á, thì anh lại thấy nó dễ hơn. Ví dụ như bài này anh nhân vô, nhân phân phối vô trước ha. Nhân phân phối vô sẽ là z nhân z ngang nè, cộng cho 2z nè, trừ cho 4yz nè, yz ngang ha. Rồi trừ cho 8y nè. Đúng rồi, vậy không? Mà z nhân z ngang là bằng gì các bạn? Bằng mô đun của z bình phương. Đó, cộng 2z nè, trừ 4y nhân z ngang nè, trừ 8y nè. Vậy thế vô mô đun của z bình phương chính là bằng gì? X bình cộng y bình, cộng cho 2z chính là bằng 2 lần mở ngoặc ra là x cộng y đó, trừ cho 4y nhân cho z ngang là x trừ y trừ 8y. Chúng ta khai triển và chúng ta gom lại cái phần ảo thôi, tại vì nó là số, cái phần thực thôi, nó là số thần ảo, tức là tí chúng ta sẽ cho cái phần thực nó bằng không. Cho nên chúng ta chỉ lấy cái phần thực chúng ta gom lại thôi. Phần thực của anh sẽ ra bao nhiêu đây? À, ra là x bình nè cộng y bình nè, nhân vô đây nó có 2x nè, cho nên là cộng 2x nè. Chỗ này có nhân vô là trừ 4y nhỏ, nhân với trừ 4y, nhân với trừ y, y nhỏ, thì y với y là nhân vô là y bình là ra trừ 1, đúng không? Vậy chỗ này nó ra là trừ 4y nè. Còn lại những cái phần mà liên quan đến cái phần ảo là anh không quan tâm, kệ nó. Tại vì yêu cầu chúng ta là số này là số thần ảo, vậy chúng ta cho cái này bằng 0. Được chưa? Thì đây chính là phương trình đường tròn thôi chứ có gì đâu. Easy ha. Tâm là bao nhiêu các bạn? Dạng khai triển luôn rồi. Chúng ta lấy này để chia trừ 2, vậy tâm ra trừ 1, chia trừ 2, vậy tâm ra 2. Vậy tâm của anh chính là bao nhiêu? À, trừ 1, 2. Và đáp án của anh là câu nào? Câu B. Được không? Câu 38. Tích phân. Câu 38 này tích phân cũng khá là dễ thôi. Nhiều bạn cứ bấm máy tính mấy câu này. Đây, tích phân từ 1 tới 2 của x mà chia cho thằng này. Thì chúng ta làm như thế nào các bạn? Ta tách nó ra ha. X chia cho x cộng 1 tất cả bình. Thì chúng ta tách ra là thành gì các bạn? Có nhiều cách lắm để hướng dẫn các bạn ha. Ở đây là x nè, ở đây chúng ta là x bình nè cộng cho 2x cộng 1 nè. Đó. Vậy ta tách, ta để ở trên nhớ là đạo hàm của cái mẫu. Vậy anh tách ra nó trên sẽ là d của x bình cộng 2x cộng 1. Mấy các bạn còn nhớ không? Đây, ở dưới sẽ là x bình cộng 2x cộng 1. D của cái này là đạo hàm nó sẽ ra là 2x cộng 2 đúng không? Mà trên tử chúng ta là gì? Trên tử chúng ta chỉ có x thôi. Vậy chúng ta phải nhân cho 1 phần 2 ở trên này, đúng không? Vậy chỗ này anh phải nhân cho 1 phần 2 ở trên này. 1 phần 2 thì nó về cái gì? 1 phần 2 thì nhân vô đây nó sẽ về là x cộng cho 1 phần 2 nhân vô đây là cộng 1. Đúng vậy không? Có nghĩa là nó dư ra 1. Mà hồi nãy mình đâu có 1 thì mình phải trừ ra 1. Vậy biểu thức anh biến đổi đúng chưa? 1 đến 2. Vậy ta tách ra thằng này sẽ là 1 phần 2 tích phân từ 1 tới 2, d này anh gọi là du chia u đi cho nó dễ ha. Rồi, trừ cho tích phân từ 1 tới 2 của 1 mà chia cho x cộng 1 tất cả bình. Đi. Đúng như vậy không? Rồi,
tích phân thằng này thì chúng ta lấy ra thôi, 1 phần 2 này, log trị đối của x bình cộng 2x cộng 1 thôi. Có dạng rồi. Chúng ta lấy cận từ 1 tới 2. Còn thằng này 1 chia x bình phương thì lấy ra ngoài là gì các bạn? Trừ 1 chia x. Vậy đây chính là 1 chia u bình phương, lấy ra ngoài là trừ 1 chia u. Chia u phải, nhưng mà u phải đây là 1 rồi. Vậy lấy ra ngoài là trừ, trừ với trừ nữa thành cộng 1 chia cho x cộng 1. Và chúng ta lấy cận từ 1 tới 2. Đúng vậy không? Rồi bây giờ chúng ta thế cận cho thử ha. Thế cận bằng 2 vô đây, 2 bình lên là 4. 4 cộng 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 4 là 8. 8 cộng 1 là 9, log 9 đúng không? 1 phần 2 nè. Thế vô đây sẽ là 1 phần 2 nè. Log 9 nè. Trừ cho thế 1 vô đây là 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4, vậy trừ 1 phần 2 log 4 đúng không? Rồi, thế vô đây 2 vô đây cộng cho 2 vô đây là 1 phần 3 trừ cho thế 1 vô đây là 1 phần 2. Vậy chúng ta gom lại ha. 1 phần 3 với 1 phần 2 này là con số a nhỏ này. Vậy chúng ta lấy 1 phần 3 trừ 1 phần 2 ra 1 phần 6 đúng không các bạn? 1 chia 3, giờ ngán nhẩm luôn rồi. Trừ cho 0.5 trừ 1 phần 6 ha. Vậy anh được trừ 1 phần 6 để đây nè. Tiếp tục ta sắp xếp gì đây? Log 2 đúng không? Log 2 chính là chỗ này nè. Log 4 chính là bằng log 2 bình phương. Vậy anh bỏ số 2 ra đây. Vậy thế này mới triệt tiêu đi. Còn trừ log 2 thôi. Còn log 3 chính này là 3 bình phương. Vậy bỏ số 2 ra đây. Còn cộng log 3 thôi. Vậy có phải là trừ 1 phần 6 trừ 1 với lại 1 không? ABC của mình là trừ 1 phần 6 nè. Rất dễ thôi. Trừ 1 phần 6 nè. Trừ 1 nè. Và 1 nè. Vậy nó tính cái gì các bạn? À, 6 lần A cộng B cộng C. Chúng ta lấy máy tính. Ta quăng ra. 6 nhân A chính là nhân cho trừ 1 phần 6. Ồ dễ rồi. Thôi khỏi bấm ha. 6 nhân trừ 1 phần 6 sẽ ra là trừ 1 ha. Cộng cho B chính là cộng cho trừ 1. Cộng cho C chính là cộng cho 1. Vậy 1 với trừ 1 mắc. Ha. Còn lại 6 với 6 này nó cũng mắc luôn. Đáp án của anh còn lại trừ 1 thôi. Vậy đáp án của anh là câu D. Đó, easy ha. Câu 39, 39 hôm bữa giải rồi. Một dạng như thế này cũng giải rồi. Biết ai còn nhớ không ta? Rồi, để cái bắc phương trình fx nhỏ hơn m, để ta làm gì đầu tiên các bạn? Với mọi x chúng ta chỉ chạy trong khoảng đó thôi thì chúng ta cô lập m ha. M chuyển cái x mũ 3 qua thì m sẽ lớn hơn f của x trừ cho x mũ 3 đúng không? Nhớ cái khoảng ta xét chỉ là từ trừ 1 cho đến 1 thôi. Với mọi x nằm trong cái khoảng từ trừ 1 cho tới 1. Anh đặt cái thằng này là hàm gx. Đúng chưa? Để m lớn hơn cái hàm gx trong cái khoảng từ trừ 1 cho tới 1. Mà cái hàm này nó liên tục trong khoảng từ trừ 1 tới 1. Thì các bạn tương đương với gì các bạn? Nhớ chỗ này khéo nhầm dấu nha. Tương đương với m của anh phải lớn hơn bằng cái giá trị lớn nhất của cái hàm gx đó trên cái đoạn từ trừ 1 tới 1. Trên cái đoạn từ trừ 1 tới 1. Anh nhắc lại, nhưng khỏi nhầm. Được chưa? Và bây giờ em mới xét cái hàm gx nè. Đó, xét cái hàm gx thì anh mới đạo hàm xét dấu nó đi. Được không? Đạo hàm g phẩy của nó ra là bằng bao nhiêu? G phẩy thì anh đạo hàm nó sẽ ra là f phẩy x. X mũ 3 đạo hàm sẽ là 3x bình phương. Đúng chưa? Rồi, chúng ta lập bảng biến thiên để chúng ta xét dấu thằng g là xong thôi, cái gì đâu. Thì trước tiên các bạn để đánh giá cái g phẩy này, các bạn quan sát nè. Trừ 1 tới 1 nó nằm đâu trên này các bạn? Trừ 1 là đâu đây ha? Anh thử ở đây ha. 1 là đây nè. Đúng không? Vậy trừ 1 tới 1 là đây này nè. Đó. Tí nữa các bạn chiếu xuống bạn coi cái y phải nó như thế nào nè. Rồi. Vậy từ trừ 1 mà đến 1 á, thì anh để ý f phải của anh nó như thế nào các bạn? F phải của anh nó chạy từ đây nè. Nó chạy lên tới 0 nè. Có nghĩa là f phải của anh âm trong cái khoảng đó. Đúng không? Ngoài ra chúng ta thấy x bình là lớn hơn bằng 0, nhưng mà nhân với trừ 3 thì nó có phải là âm hơn không? Là âm luôn không? Bình thường x bình là lớn hơn bằng 0, nhưng mà nó nhân với trừ 3 nó âm. Cộng với cái f phải của anh trong cái khoảng từ trừ 1 tới 1, anh nhìn trên cái đồ thị của cái bảng biến thiên anh cũng thấy nó âm. Hay nói cách khác, cái g phải của anh trong cái khoảng từ 0 tới 1 thì xin lỗi, trừ 1 cho đến 1 thì nó như thế nào? Nó cũng âm. Nó âm thì hàm số của anh như thế nào các bạn? Nghịch biến đi xuống như thế này này. Nghịch biến đi xuống như này nè. Vậy thì giá trị lớn nhất của cái hàm này, cái mà chúng ta đang tìm là tại đâu các bạn? Tại trừ 1 hay tại 1? Tại trừ 1. Mát của nó là ngay đây nè. Tại trừ 1. Tức là G tại đâu? M sẽ lớn hơn bằng G tại
a tại trừ 1. Được chưa các bạn? Mà g tại trừ 1 thì chúng ta thế vô ha, chính là bằng gì đây? Chính là bằng f tại trừ 1, mà trừ cho trừ 1 thế vô đây là mũ 3 lên là ra là trừ 1, mà trừ nữa thành cộng đúng không? Vậy cộng 1. Và kết quả của anh là m lớn hơn bằng f tại trừ 1 cộng 1. Nhớ dấu bằng ha, tại vì trong cái khoảng này nó đơn điệu chứ nó không có nghiệm. Trong cái khoảng mà chúng ta đang xét từ trừ 1 đến 1 thì hàm số của anh đơn điệu này, g phải nó bé hơn 0 cho nên nó luôn luôn đi xuống này. Cho nên thằng này lớn hơn cái hàm này là nó lớn hơn hoặc bằng cái giá trị lớn nhất của cái hàm này. Lý thuyết anh đã giảng rồi trong cái video vận dụng cao, được chưa? Còn khi nào mà trong cái khoảng này nó có nghiệm phương trình g phải bằng 0 nó có nghiệm thì chúng ta phải xét cái khác, được chưa? Vậy đáp án của anh câu này là câu nào? Câu C. Rồi chúng ta qua câu 40. 40 này mọi người ra câu nào rồi? Ai làm câu 40 này rồi? Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chín chữ tự nhiên có 9 chữ số khác nhau thì omega của bạn là gì? Tính xác suất để số đó chia hết cho 9, chia cho 3 chứ. Omega của bạn sẽ bằng gì các bạn? Phép thử của chúng ta đi lấy một ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau. Tức là gì? Không gian mẫu của mình là mình đi lấy một số trong một tập n số, đúng không? Vậy chúng ta phải biết cái đó là C1n này, hai cách khác là giá trị ra sẽ là n đó, đúng không? Mà n chính là gì? Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau các bạn? À quen thuộc quá đúng không? Sẽ là 9 nhân 9 nè, nhân 8, nhân 7, nhân 6, nhân 5, nhân 4, nhân 3, nhân 2, nhân 1. Đúng như vậy không? Nhớ nha, đứa nào mà không biết cái vụ này thì quay lại cái phần mà tổ hợp xác suất anh đã giải rồi. Cách mà làm mấy cái bài này quy tắc đếm thôi chứ không có gì hết. Cho nên vô làm bài xác suất đến câu này vận dụng rồi, vận dụng cao rồi chúng ta phải làm cho nó nhanh. Cách mà có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau, độ một khác nhau, nhớ. Rồi đây là không gian mẫu của anh ha. Bây giờ anh gọi A là cái biến cố mà cái số đó chia hết cho 3, đúng không các bạn? Cái số của mình nó sẽ có dạng là gì? A1 nè, A2 nè, vân 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 cho đến A9, đúng không? 9 chữ số mà đó, mà chia hết cho 3 thì theo tính chất chia hết cho 3 thì có phải tổng các chữ số A1 cộng A2 cộng vân 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 cộng cho A9 phải chia hết cho 3 không? Đúng không? Phải chia hết cho 3. Vậy chúng ta quan sát chút xíu chỗ này ha. Chúng ta để ý nè. Nếu mà anh nhận xét thì anh thấy như thế này, câu này nó hơi khó chút xíu. Nếu mà anh nhận xét thì anh thấy là 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3. À không có cộng 3 ha, anh trừ số 3 ra. Tại vì 3 6 9 là anh không tính vô. Cộng 2 cộng 4 đi. Cộng 5 cộng 7 cộng 8, những cái số mà không chia hết cho 3 anh cộng lại thì nó lại bằng 27 các bạn. Riêng tổng này á là bằng 27 rồi. Tức là nó đã chia hết cho 3 rồi. Cho nên nếu các bạn cộng thêm 6, cộng thêm 3 hoặc cộng thêm 9, ba số còn lại á nó cũng chia hết cho 3. Đúng không? Cho nên từ A1 đến A9 á thì nếu tính á thì anh chỉ loại bỏ một trong bốn số này thôi. Anh chỉ loại bỏ một trong bốn số này thôi, từ A1 đến A9 nha. Anh sẽ bỏ các số 0 nè, số 3 nè, số 6 nè và số 9. Đúng vậy không? Cho nên anh nếu mà anh nhận xét cái chỗ này như vậy á thì các bạn để ý trong bài toán xác suất anh đã nói rồi thì cái omega của anh á, số kết quả thuận lợi cho biến cố A trong trường hợp này có phải bằng 9 dư thừa cộng cho trường hợp này sẽ là 8 dư thừa nhân cho 8 đúng không? Trường hợp này sẽ là 8 dư thừa nhân cho 8 nè. Trường hợp này cũng là 8 dư thừa nè, nhân cho 8 nè. Nhiêu đó thôi. Vậy đáp án cuối cùng mình lấy omega mình chia cho thằng kia là xong. Đúng không? Omega của mình là 9 dư thừa nè. Cộng cho 8 mà nhân cho 8 dư thừa. Nhân cho 3 thì vẫn có 3 trường hợp cộng lại ha. Chia cho hồi nãy là 9 nhân 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Và đáp án của anh là 11/27 đó các bạn. Chúng ta coi hay là câu nào ha. Câu vận dụng cao bên xác suất. Chú ý những cái quy tắc đếm, cách chúng ta chia ra cho nó hợp lý. Ok các bạn,
Như vậy là mình đã đến câu 40, được chưa? Là khoảng được 8 điểm rồi. Còn thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới cho anh, ở dưới video ha, đừng comment trong cái live chat này ha, tại vì tí live chat nó sẽ ẩn dưới video á, anh sẽ cố gắng anh support các bạn. Thì bây giờ thật sự là cũng hơi trễ tí xíu, thì anh sẽ stop video livestream tại đây để chuẩn bị ngày mai phải đi làm. Rồi, còn lại từ câu 41 cho đến câu 50, nó là những câu mang tính chất vận dụng cao. Ví dụ, ta để ý ha, câu này là một cái câu vận dụng cao về ủa gì giác, anh cũng giải nhiều rồi. Nếu các bạn nào mà thường xuyên theo dõi video của anh thì thấy câu này chúng ta cũng giải được. Chúng ta chỉ cần gọi một điểm y thỏa mãn cái biểu thức này, chúng ta thế vô là chúng ta giải được. Rồi, câu này thỏa mãn đồng thời hai điều kiện, đứa nào không làm được câu này chết với anh, đúng không? Rồi, tiếp tục, câu này hơi khó chút xíu à. Rồi, câu này xác suất quá dễ, đã giải rồi à, câu này ối y ha, ối chi giấy hơi khó. Rồi, chúng ta có tương tự câu này. Câu này trong đề này câu 50 anh đã giải rồi ha, câu 50 anh có video giải cho các bạn luôn rồi. Thì còn lại 10 câu vận dụng cao này như các cái đề trước thì anh sẽ tách ra thành video khoảng 10 phút mỗi video để anh nói cụ thể cho các bạn hiểu, được chưa? Chứ không thể mà đưa vào giải chung trong cái đề này được. Tất cả những cái đề thì anh sẽ cố gắng giải theo cái format đó, khoảng 40 câu để các bạn lấy chọn 8 điểm. Sau đó những câu còn lại thì anh sẽ chia ra những cái video vận dụng cao theo chủ đề. Thì các bạn bữa sau các bạn xem á, thì anh hướng dẫn các bạn cách xem luôn, chứ nhiều bạn không biết cách xem ở đâu. Thì các bạn cứ vào video giải đề, đề thì anh để bên dưới rồi. Còn vận dụng cao á, thì các bạn cứ vào kênh ha, bạn truy cập vào cái kênh YouTube kênh học toán ha. Ok, đó, kênh học toán VN này, bạn bấm vào đây. Sau khi bấm vào đây các bạn bấm vào playlist này, bấm vào cái phần danh sách. Tất nhiên các bạn nhớ subscribe để mình không bỏ lỡ cái thông báo ha. Bấm vào phần playlist thì để mà xem các cái đề mà đã giải á, thì các bạn vào chuyên mục này. Đây, giải đề này. Còn những cái video vận dụng cao anh mới tách ra, vận dụng cao về tích phân, diện tích thực tiễn này, vận dụng cao về lãi suất ngân hàng này, được chưa? Rồi vận dụng cao về nguyên hàm tích phân này, vận dụng cao về số phức này, vận dụng cao về đồ thị hàm số này, và vận dụng cao những cái phần liên quan khác nhau thì anh sẽ để ở đây. Vài bữa tất nhiên sau cái video này anh sẽ có vận dụng cao về OZ nữa, anh sẽ thêm một cái playlist nữa. Thì các bạn cứ vào đây các bạn xem thì nó sẽ dễ hơn, được chưa các bạn? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mọi người nhớ ngày mai 8 giờ là có gì không? Ngày mai 8 giờ mình sẽ livestream, mình nói về số phức vận dụng cao min max buổi thứ hai, cực kỳ hay, khẳng định với các bạn luôn, nhớ nhé.